Chào tất cả các bạn nhé. Đây hôm nay mình cây clip bữa trước ấy, mình trồng mình cứu cái cây này. Bây giờ mình đã trồng xong rồi mấy ngày rồi. Bây giờ là nay tranh thủ bây giờ mình ghép luôn cho nó. Đó. Bây giờ mình tranh thủ mình ghép luôn cho nó khỏe đấy. Đây cái cây này nó tông nó phung nó cao đấy. Mình ghép ba bo vào cái này, vào cái chi này. Đó. Thì mình vuốt hai bên những cái nêm này. Mình nhét vào cái này, bây giờ mình ghép ba bo hai bên, hai bo với trên đỉnh, một bo phía sau này. Cái cứ mình ghép ấy là để cho nó kéo sẹo cho nó nhanh thôi, còn sau này nó ra đấy thì mình ưng thì mình để, không ưng thì mình cắt đi, không có sợ. Cái quan trọng nhất là mình ghép để cho nó kéo sẹo, nó cứ sẹo nó to này, mình ghép để cho nó kéo sẹo cho nó nhanh thôi, còn sau này mình nó ra rồi mình thích thì mình cắt dứt lại, mình lặp lại. Chứ hết là mình kéo sẹo cho nó nhanh, mình kéo hết rồi lúc đấy mình tính sau. Tùy ai người đẻ thì bẻ ra cắt léo ra cho nó rộng tán, còn nếu mà mình thích nào thì mình trước mắt này mình cứ ghép vậy, ghép mỗi cái mắt to này, mình ghép ba bo vào, ba bốn bo vào, sau này nó hít rất là nhanh, hít sẹo. Thì bây giờ mình đây cái này, cái bo này chuẩn lắm này, bo này nó mạnh nó khỏe. Bo này nó là 12 cánh, nó nhanh nó bền. Cái hoa mình ghép nhiều, cái hoa nó nhiều quá nó không được. Nói chung 12 cánh là dễ chơi dễ nhìn. Thì mình lấy cái băng keo này mình ghép, mình quấn nó thật chắc lại, đừng để cho nó rục dịch. Nó rục dịch rồi gió nó lay rục dịch là nó chết. Đơn giản. Nãy mình ở bên kia mình cũng ghép được mấy bo rồi. Giờ còn trên đỉnh này mình vả thêm mấy bo trên đỉnh này nữa. Này cái trên đỉnh này, mình lấy cái băng keo này. Ở đây sẵn thì nó chỉ được quấn. Đây, các bạn thông cảm, tại một mình làm mình đặt cái điện thoại nhiều khi để mình quay thì nó không rõ, nhưng mà các bạn cố gắng nhìn nó đơn giản, nó cái cách ghép thì nó cũng dễ. Mình cứ lấy con dao mình chích hai bên nó to nhỉnh hơn cái bo ghép một chút. Rồi mình lách nó ra, xong mình vót cái bo nó như cái đồng cái nêm hai bên thật sắc thật bén đó, vót hai bên một chéo hình một cái nêm đó, là mình tách nó ra là mình nhét nó vào thôi. Rồi bên này mình vả thêm bo bên này cũng vậy thôi, cũng vót hai bên này. Nó nhỏ hơn cái điếu thuốc tí, nó hình hình hơn cái bo tí, là mình tách nó ra là mình nhét nó vào, nó cũng rất là đơn giản, không có gì khó. Quan trọng là mình ghép xong thì tôi đã làm cái dựng cái khung hình để cho nó vuông lại, là tí nữa mình ghép xong là mình lấy cái lưới lan, lưới giảm nắng mình che lại để cho nó nắng hút mất nhựa là một cái nó khô. Cái khung hình tôi đã làm sẵn trước khi mình ghép là mình làm cái mình che cho nó, rồi tầm 20 ngày là nó mọc mầm rồi, là mình sẽ lấy cái kéo mình nhích, mình cắt cho cái lọc phủ đấy cho nó hở ra. Tầm 5 ngày là mình nhấc hẳn ra là ok, nhấc hẳn mình cứ để cái lưới lan khoảng tháng, là lúc đấy mình nhấc cái lưới ra là cái là cái lá nó đã ra, nó khỏe rồi, mình nhấc ra là ok. Bên này vả cho một bo bên này cho nó thành ba bo, nhưng nó kéo sẹo thì sau này nó mọc cái là để một cái ngọn chủ, còn bao nhiêu mình đưa ra mình làm chi làm nhánh rồi là mình cắt giật đấy thì mình tính. Cái này nó có ba cái tán này thì mình làm chín bo mình ghép vào. Đấy bằng keo mình ghép xong này, các bạn muốn cho nó khỏe mà nó tốt nhất là mình lấy cái keo Mỹ Tiến hoặc là keo Chánh Lâm cũng được. Mình tách xong mình ghép xong ấy, mình bôi lại ngay cái chỗ mình ghép ấy, là cái độ khỏe mà độ kéo ngựa của nó rất là nhanh. Mà cái gì là tôi ghép đây là cái kinh nghiệm nó rất là đơn giản, còn nếu mình phủ bọc thì nó vẫn cứ kéo không sao ấy, nhưng mà nói khi mình vô cái keo thì bảo đảm nó sẽ nhanh hơn, nhanh hơn là mình không vô.
chả đáng gì đâu, mình chỉ lấy một cái bo xong mình quẹt vào cái lọ keo thôi, mình bôi thôi mà, không có gì nhiều đâu. Đó, quẹt hết ngay cái chỗ mình mới ghép rồi, nó rất là nhanh liền. Khi nó ra cái là nó không khí nó không vào, nó ra nó đâu được, nó hít luôn mà. Nó không bị nấm bệnh, nó không bị chảy nước vào, là nó hít luôn, nó nhanh. Đó, chỉ có thêm tí vậy thôi, không cần nhiều. Hãy bôi ngay vào chỗ cái vết mình bót xéo đấy, ở chỗ mình ghép này, là mình hít nó lại, thì chờ tầm 5-7 phút nó ráo, lấy cái bịch ni lông mình phủ lại, phủ tầm khoảng 20 ngày là mình cắt ngay cái bọc nó ra, hở nó ra. Đó, cho nó quen oxy đi tí. Đó, xong rồi là 5-7 ngày sau nó bắt đầu mình xé hẳn nó ra, là cái cây nhìn thấy cái lá nó đã ra hơi già già rồi, ra được mấy mầm lá rồi mình xé hẳn ra, mình vẫn cứ để cái lưới lan nó. Thì là đến lúc mà khi mà lá nó ra chuyển sang cái màu chuẩn bị xanh xanh là mình nứt cái lưới ra là ok rồi, là lúc đấy là cây nó rất là khỏe. Ghép mai thì mùa nào cũng ghép được, nắng mưa thì ghép được hết, quan trọng là mình che được, mùa nắng cũng che, mùa mưa cũng che. Nhưng mà cái mùa mưa này thì các bạn nên cái nó dư nước quá thì mình ở cái gốc của nó ấy, nó mưa nhiều quá thì mình lấy cái bạt mình phủ lại cái gốc của nó, còn nó mưa nhiều quá là nó thối dễ, nó dư nước là nó thối dễ. Đó, tại mùa mưa nó không, thì khi mình đã đánh cái cây này về là nó chưa có nước, nó chưa có lá thì nó chưa hút được dinh dưỡng lắm, nên là mình không cần nước nhiều. Mình trồng xong có tầm 5 ngày là mình hòa thuốc mình tưới cho nó. Đó, mình bôi theo Mỹ Tiến xong rồi đó. Thì mình bây giờ mình chỉ có chờ cho nó khô cái nhựa là mình phủ bọc dưới bóng, và cái phủ dưới bóng thì các bạn biết rồi đúng không? Đó, xong rồi đấy, đấy phủ dưới bóng như này là ok thôi. Đó, đây là lưới mình đã che xong rồi. Đó, cái này đây, đấy cái bạt này mình nên che đừng cho nước nó vào. Đấy, tại mùa mưa này nó dư nước mà các bạn. Rồi video này là kết thúc nhá. Chân thành tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ đăng ký kênh để nhận được video mới nhất nhá. Cảm ơn các bạn. Đó, sau 25 ngày đó các bạn. Đó, bây giờ mầm nó đã mọc ra như này hết rồi đấy. Đấy, đấy trên ghép 4 bo cũng ok, không có chết mầm nào hết. Đấy, để vậy thì nó bị che lại. Bây giờ mình nhấc hết cái bọc ra đấy, cái nụ đó nó đã có nụ hết rồi, có hoa rồi. Mới nhấc ra nên cái lá nó hơi quằn chút xíu nhé các bạn. Đấy, nhấc cái bọc ra là nó đấy cái nụ đó. Nói chung là không có chết mầm nào hết. Ghép mai thì rất là dễ nha các bạn. Đấy, giờ nó tối rồi nên là quay nó không được rõ nên là không mong các bạn thông cảm nhé. Đấy, cái cây bên trong này cũng ghép cùng này, hai cây này. Đó, nó cũng ra nụ hết, tại mình lấy cái bo, lúc nó, cái bo nó già nên nó ra nụ. Đấy, mình lột hết cái bóng ra đấy, 25 ngày thôi, nay là 27 ngày rồi. Mình nhắc từ hôm 3 ngày trước là mình xé cái bọc sơ ra, xong rồi hôm nay mình nhấc thật ra. Đó, nhấc thật ra được mấy ngày rồi nó tỉnh như vậy. Sau này nó hít hết và nó khỏe lắm. À, các bạn thấy không? Nhấc cái này nó khô rồi. Đấy, mình cái che cái giảm nắng này cho nó này. Lúc nào nó khỏe thôi, tháo hẳn ra.